Hello anh em ơi, hàng mới về đây anh em ơi, full ít xăng cơ, cái máy quá đỉnh luôn. Hôm qua mới lấy ở chành chạy về cái máy quá chị tơi, chạy phải nói là không có thằng nào qua nổi luôn. Những dòng full ít xăng cơ là phải nói là quá đỉnh. Anh em mà lên chạy mấy những dòng mà full ít xăng cơ này, lên chạy là FI là chán liền ha, cái máy đi rất là nhẹ luôn. Anh em nghe tiếng máy nè, rất là đỉnh luôn. Anh Tây đang nổ đó. Quá chắc cái máy. Xe này cái dàn ốc tán rồi đẹp lắm luôn. Anh em coi bốn đầu nè, dàn nín. Sơn bạc zin luôn nha. Xe này sơn bạc là dành câm là zin theo xe luôn. Đó, ốc cốt tán đùm lừa là dàn khè luôn nha anh em. Đó, sóng phụ có nổ cái sơn nè. Những dòng Honda thì anh em có biết rồi đó, xài lâu năm vài tháng thì cái sóng phụ nó hay bị nổ dợp nó sơn như này ha. Đó. Anh em nào muốn đẹp thì mình về mình chỉnh chu xương lại, bắn lại nhẹ lại nha. Đây. Đó, đầu cổ là bao zin. Đầu cổ ốc tán là bao zin nha, ốc tán đồ vàng nín luôn. Đó, ốc tán đầu đồ vàng nín luôn ha. Sơn bạc lóc liếc. Chân cẳng phải nói là hoàn hảo. Đằng số đồ zin theo xe hết nè ha, nó xanh lè luôn, xuống màu xanh nhà binh nè. Đát bọng được này đủ. Đó, ốc cốt đầm trước đụng sau đồ còn vàng khè luôn ha. Dàn căm đồ theo xe hết. Đó, căm còn vàng nín luôn, bảy màu luôn. Phuộc bọng luôn nè. Chưa có xì nhớ xì nhau gì ha. Đi rất là êm ái. Dàn áo sống thì liền đẹp rồi. Áo rất là liền đẹp luôn ha. Ốc cốt đâu nè, ốc cốt là nước sơn hãng đánh còn hết trơn nè, ốc ốc phuộc á, nước sơn hãng đánh còn, ốc phuộc chưa mở luôn ha, chưa có dấu mở lần nào luôn. Đó, ốc cốt bọng rồi rất là đẹp, vàng nín, bồ ghim theo xe luôn nha. Lò xo chân trống đồ là vàng khè luôn nè. Thì quá tuyệt vời, con này thì không còn gì để bàn nữa. Cái máy thì phải nói quá đỉnh luôn. Đó, sườn bọng đồ, sườn bọng ốc tán đồ rất là đẹp ha. Bình xăng lớn là bên trong này chưa chạy chỉ luôn. Nè, mấy cái này rửa mấy em xịt dầu á. Anh em nào xài xe chơi con full ít xăng cơ này thì phải nói là hết bài rồi. Máy quá đỉnh, quá chắc. Rồi anh em ơi, anh em nào kết con này thì anh em alo cho em Trường nha. Số điện thoại của em là 0961374375. Con này bán giá là 27 năm nha anh em, bao gồm hồ sơ cho anh em mình nha. Đó, anh em nào nhanh tay thì alo liền. Nó muốn cần hình ảnh chi tiết thì inbox cái lô với em nha. Rồi xin cảm ơn mọi người nhiều, bye bye.